Tiếp thị và gia đình xin giới thiệu tới các bạn một số loại quả khi người muốn giảm cân nên sử dụng. 1. Dưa hấu. Trong thành phần của dưa hấu có chứa khoảng 30 calo trên 100 g và giữ cho cơ thể đủ nước. Ngoài ra, dưa hấu còn giàu arginine animal acid giúp đốt cháy chất béo trong cơ thể, giúp bạn giảm cân hiệu quả. 2. Quả lê. Trong thành phần dinh dưỡng của quả lê có chứa một lượng vitamin C khá lớn, lê là trái cây hoàn hảo giúp bạn giảm cân rất hiệu quả cho chị em phụ nữ. Ngoài ra, quả lê cũng có nhiều chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và duy trì cholesterol ở mức cân bằng. 3. Quả cam. Trong thành phần dinh dưỡng của một quả cam chỉ cung cấp 47 calo trên 100 g, chính vì vậy mà quả cam được coi là trái cây chứa calo âm do chứa ít calo hơn so với nhu cầu tiêu thụ của cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C và những khoáng chất có trong cam có tác dụng làm sáng, mờ vết thâm trên da vô cùng hiệu quả. 4. Việt quất Quả việt quất được biết đến nhiều là một trong những siêu phẩm giúp bạn giảm cân rất tốt cho chị em phụ nữ. Ngoài ra, quả việt quất còn có nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường trao đổi chất. Khi bạn sử dụng hàng ngày, việt quất có thể giúp bạn giảm đề kháng insulin và ổn định đường huyết, cao huyết áp và cholesterol tốt cho sức khỏe. 5. Quả đào Trong quả đào, phần nước chiếm tới 89% trọng lượng quả đào, nên bạn có thể thoải mái ăn đào để giảm cân mỗi ngày. Ngoài ra, trong thành phần dinh dưỡng của trái đào chứa nhiều chất xơ giúp bạn no lâu hơn và giảm bớt cơn thèm ăn. Bạn có thể trộn hoa quả với sữa chua hoặc trộn với salad rau.